giới thiệu cho cả nhà xem một con máy khoan bàn hiệu Kiga nha cả nhà. Con này được đầu chùm 2 mũi nha. Là mình sử dụng số 1 lượt á cả nhà. Là mình khoan một lần xuống là được 2 mũi cả nhà. Đây, khoan một lần xuống là được 2 mũi nha. 2 mũi này mình có thể di chuyển khoảng cách được nha cả nhà. Di chuyển khoảng cách càng xa được luôn nha. Đây là hộp số máy nè. Kiga NSD13R sẽ có 4 tốc độ chạy, chậm nhất là 415 và cao nhất là 2300 nha cả nhà. Con này thì chiều cao 1m nha. Cái này thì mình khoan một lần xuống được 2 mũi nha cả nhà. Cái này thì nó sử dụng bằng cái collet. Collet là mình khoan, mình kẹp vô đây cả nhà là được mũi 9 ly nha. Collet 9 ly. Bây giờ em sẽ tháo cái mẫu nó ra giống gì cho cả nhà xem nè. Cái này mình khoan nè. Trên đây thì nó có thông số là 9 ly nha cả nhà. 9 ly. Mình khoan mũi lớn mũi nhỏ thì mình mua collet khác mình thay vô thôi nha cả nhà. Con này thì mâm vuông. Mâm vuông nha. Chiều cao con này thì 1m. Rồi em giờ sẽ bật điện lên chạy thử cho cả nhà xem nha. Đó, mà con này thì sử dụng điện màu pha 100V nha cả nhà. Hiệu Kiga, chiều cao 1m. Khoan một lần xuống là được 2 mũi. Mình có thể di chuyển khoảng cách mũi khoan nha cả nhà. Di chuyển khoảng cách mũi khoan nha. Máy khoan này thì 2 bu ly nha. 1, 2 bu ly. Bu ly 4 tốc độ. Đó, máy chạy nha cả nhà. Mình khoan xuống một lượt như nè. Khoan xuống một lần như nè là được, sẽ được 2 mũi nha. Khoảng cách này mình có thể di chuyển gần vô nha cả nhà. Hoặc là xa ra hơn nữa nha. Anh em có nhu cầu sử dụng thì cứ liên hệ cho em nha cả nhà. Qua số điện thoại là 0816 527 425. Hoặc đến trực tiếp tại cửa hàng 975 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân nha cả nhà. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em.